Flow ở đây mình sẽ hướng dẫn cách để nối cái flow bên Figma. Đầu tiên là mình cần có cái file fixem như này thì mình nối tạm một cái gì đó đi, như vậy chẳng hạn. Đó, xong rồi các bạn sẽ chọn lấy cái đó copy sang để sang bên cái file mình. Rồi ở đây thì mình sẽ mục đích là mình lấy cái đường này. Mình chọn cái đường này ha và mình dùng cái plugin này mình set nó. Rồi nó kêu đã connect này. Rồi bây giờ mình có cái này, mình muốn cho nó sang nối qua này đúng không? Thì mình sẽ chọn hai cái này. Rồi nhấn vô và add, vậy là xong. Tiếp theo mình có hai cái này thì thay vì các bạn mỗi lần các bạn sẽ cần phải chọn vô cái công cụ này nó hơi lâu đúng không? Mình chỉ cần chọn hai cái thì mình nhấn Ctrl Alt P. Đó, chọn hai cái Ctrl Alt P. Và lưu ý là ví dụ ở bên mình chỉ có thể nối từ một cái frame đến một cái frame và đi được bốn hướng luôn. Đó, nhưng mình sẽ không thể nối vào cái bên trong của nó được. Đây, ví dụ cái bên trong của nó như này. Đối với một cái instance á, ví dụ như từ cái này qua nó không có vô được đúng không? Nhưng mà nếu như mình Ctrl Alt P nó ra, mình detect nó ra thành một cái frame bình thường á thì các bạn có thể nối nối được vô trong. Đó, như vậy. Còn nếu như nó là một cái instance như này thì mình không có nối vô trong cái con bên trong nó được. Rồi chỉ có vậy thôi. Ctrl Alt P thì đây là cái phím tắt này. Tức là đầu tiên mình phải set set nó trước. Đầu tiên là các bạn chọn hai cái xong rồi là add trước một lần đã, sau đó thì mới dùng được phím tắt cho những cái còn lại. Nó như kiểu lặp lại cái thao tác đó thôi. Rồi ok, xin chào.